Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến quý vị Thượng tọa Thích Quyền Châu, vị thầy trùng tuyên những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào Nhật Tường. Kính chúc tất cả đại chúng có một buổi Vấn Đáp Phật Pháp cuối năm thật nhiều lợi lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Nhật Tường xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an. Quý vị ơi, chúng ta còn một tuần nữa thôi là chúng ta bước sang một năm mới tống cụ mà nghinh tân. Hy vọng năm mới chúng ta sẽ luôn luôn là một cái năm tràn đầy những cái niềm vui, đưa đến chúng ta những cái hỷ lạc và những pháp lạc trong đời sống tu tập của chúng ta. Kính thưa quý vị, chương trình Vấn Đáp Phật Pháp luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và gửi đến quý vị. Hy vọng rằng chương trình này sẽ đem đến chúng ta những giây phút làm cho chúng ta thu thập được những lời dạy quý báu của Đức Phật và chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày chúng ta. Và nhờ vậy để chúng ta càng ngày càng tinh tấn tu tập nhiều hơn để chúng ta có thể thánh hiệu hóa đời sống của mình. Hôm nay chương trình xin kính giới thiệu đến quý vị ở trong kinh Tương Ưng Bộ với đề tài là chúng không phải, và hy vọng qua đề tài này chúng ta có thể gặt hái được những bài học quý giá của Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thành tịnh của Thượng tọa Thích Quyền Châu. A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường đã có vài lời giới thiệu đến với tất cả đại chúng. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng ta tìm hiểu giáo nghĩa này được ghi lại ở trong kinh Tương Ưng, phẩm Tương Ưng Chư Thiên. Tương Ưng nghĩa là gì? Tức là nó ưng thuận, tức là gì? Là một cái trạng thái khớp hợp với chân lý. Chân lý này là chân lý mà các vị thiên thần đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì lúc bây giờ Thế Tôn đang trú ở tại xá vệ rừng Thánh Lâm, vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc. Có các vị thiên thần, họ rất là đông đảo, được gọi là quần tiên Sutalaba. Sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thu thánh chói sáng toàn vùng xá vợ, toàn cái rừng Thánh Lâm đó, và họ đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến lễ Thế Tôn xong, họ đứng qua một bên. Và ở trong chúng chư thiên đông đảo như vậy, có một vị đại diện ra trước Thế Tôn để mà thưa hỏi trình bày cái hiểu biết của Ngài. Ngài nói như sau: giữa loài người chúng ta có các dục vô thường, ai hưởng chúng ở đời bị chúng trói chúng buộc. Đây là một chân lý rất là rõ ràng, dễ hiểu, phải không thưa quý vị? Ở trong cuộc đời của chúng ta có các dục, đó là tiền tài, là sắc dục, là danh phận, là ăn uống giả và ngủ nghỉ. Và nó là vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có bất biến, nó bị thay đổi, nó bị mục rửa theo thời gian, nó không có thường còn, cho nên gọi là vô thường. Và do vậy mà nếu tâm chúng ta đắm chấp theo, vui hưởng theo tất cả những gì trong cái định luật vô thường, thì tâm của chúng ta sẽ bị nó trói buộc, nó dẫn dắt. Hay nói cách khác, chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc ở trong chân lý vô thường thì tất nhiên chúng ta phải chịu lấy khổ đau. Vì sao vậy? Bởi vì vô thường không bao giờ đứng yên một chỗ, mà tâm chúng ta không có theo được, tâm chúng ta không có an trú được trong đó, cho nên chúng ta tất nhiên phải chuốc lấy khổ đau. Và kinh nói rằng là bị chúng trói, chúng buộc, phóng dật đối với chúng, tức là tham đắm, say đắm đối với chúng thì khó thoát khỏi với chúng. Người nào khó thoát ly bị thần chết chinh phục. Hay nói cách khác, tâm của người nào bị phóng túng ở theo các dục vô thường thì không bao giờ thoát ly khỏi bàn tay của chúng. Và người nào mà không thoát ly khỏi bàn tay của phóng dục, của phóng dật á, thì bị thần chết chinh phục, tức là người này phải sống ở trong cảnh sinh lão bệnh tử. Đây là định luật tất yếu.
Lời của chư thiên thưa thỉnh mô tả hoàn toàn đúng với những gì mà chúng ta học ở trong kinh tạng của Như Lai. Và vị thiên thần này lại nói tiếp như sau: họa từ dục vọng sanh, khổ từ dục vọng khởi, dục vọng được nhiếp phục nhờ vậy họa nhiếp phục, tai họa được nhiếp phục nhờ vậy khổ nhiếp phục. Đoạn kinh này, mấy câu kệ này, vị thiên thần mô tả cái tính duyên khởi của các dục, nó có sự liên hệ với nhau, tương tác lẫn nhau. Họa từ các dục, dục sanh. Khi mà các dục được nuôi dưỡng ở trong tâm thì đó cũng là cái nhân chuốc lấy tai họa. Rõ ràng ở đời người ta đắm theo cái sắc, chẳng hạn như ông vua mà đắm theo sắc dục thì tan hoang đất nước, và đắm theo tiền tài danh vọng thì bao nhiêu thứ thủ đoạn độc ác, không có việc gì mà không làm. Và một khi mà đã tạo ra cái nhân ác thì phải đọa vô ở trong địa ngục mà thôi. Đây là một điều tất yếu phải xảy ra. Rồi dục, nếu như mà dục được nhiếp phục, nhờ vậy họa nhiếp phục. Cái ham muốn của chúng ta mà được nhiếp phục, tức là được tu chỉnh, được dẫn dắt, không đỡ cho nó phóng túng, thì tất nhiên những cái họa khác nó không thể nhân đó mà sinh ra được. Do vậy mà nói rằng họa sẽ bị nhiếp phục. Tai họa được nhiếp phục, nhờ vậy khổ cũng bị nhiếp phục theo. Đây là một điều rất là hay, phải không thưa vị? Tại vì cái khổ đau cũng do tai họa mà sinh ra. Nếu tai họa mà bị nhiếp phục rồi thì khổ đau tất nhiên cũng sẽ bị trừ bỏ. Vật sai biệt ở đời chúng không phải các dục, chính tư niệm tham ái là dục vọng con người. Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi, bài kệ muốn nói cái gì? Tức là thế thì chẳng hạn như tiền nó có phải là tội lỗi hay không? Chúng ta nhà cửa xe cộ, tất cả những phương tiện tràn đầy, nó có phải là tội lỗi để dẫn người ta đi vào trong đọa lạc hay không? Chúng ta đặt câu hỏi như vậy để chúng ta thấy rõ, thực ra tiền bạc, nhà cửa, phương tiện vật chất nó vốn không phải là tội lỗi, mà người sử dụng của nó tội lỗi thì nó mới biến thành tội lỗi mà thôi. Hay nói cách khác, tiền không phải là yếu tố gây ra tội lỗi, mà tội lỗi là do có người tham đắm ở trong đồng tiền này. Chúng tôi nghe một vị thầy giảng ở trên mạng internet nói như thế này, tức là ngày xưa các ngài tu tập rất là nhanh chứng đắc. Là vì sao? Bởi vì cái xã hội ngày xưa nó không có vật dục, nó không có cái gì hết, đời sống nó rất là đơn sơ, do vậy mà nó không có gì cám dỗ con người, cho nên khi con người họ tu tập rất là nhanh chứng. Thành ra nếu như muốn chứng đắc thì hãy nên từ bỏ và đi dần dần vào trong rừng núi để giảm thiểu cái đời sống cám dỗ, như vậy chúng ta tu tập sẽ nhanh chứng đắc. Cách nói như vậy tưởng chừng như là thuyết phục, nhưng chúng ta chiêm nghiệm xem rõ ràng có phải như vậy hay không thưa quý vị. Cho rằng là hoàn cảnh không có tiếp xúc được với tâm của chúng ta thì tâm chúng ta sẽ được giác ngộ. Như vậy thì chúng ta xem cái cửa ngõ của sự tiếp xúc từ chỗ nào. Đó là từ mắt nhìn, từ tai nghe, từ mũi ngửi, từ miệng miệng nếm, và từ da xúc giác. Như vậy thì chúng ta làm cho vô hiệu hóa năm giác quan nào đi, hay nói cách khác là làm cho mắt đuôi đi, tai điếc đi, mũi không ngửi được mùi, lưỡi không nếm được vị, và da trở thành vô tri vô giác. Như vậy thì lúc đó chúng ta chứng thánh hay sao? Thành ra chúng ta không nên hiểu theo cách lạ kỳ như vậy. Chúng ta nên hiểu rằng là do tâm tư chúng ta, không đủ sức thúc liễm, không đủ sức tu tập, không đủ sức quán chiếu, do vậy mà bị nghiệp lực nó lôi kéo. Thành ra vấn đề ở chỗ là chúng ta nên gì? Chúng ta nên chế ngự cái nghiệp lực của chính mình là chính. Và tất nhiên ngoại cảnh, hoàn cảnh nó cũng có sức mơ hoặc cám dỗ chứ không phải không. Nếu như mà hoàn cảnh nó hỗ trợ tốt thì tất nhiên tâm tư chúng ta cũng sẽ trưởng thành. Nhưng cũng có những người là hoàn cảnh khốc liệt, nhưng mỗi khi khốc liệt thì họ lại càng tự trưởng thành lên. Thành ra chúng ta do đó mà hiểu rằng là chính tư niệm tham ái là dục vọng của con người. Đây là điểm quan trọng. Vị chiến thần này khẳng định rất là chính xác. Tức là vật sai biệt ở đời, tức là những cái việc này, vật kia, xanh vàng, đỏ, trắng, nhà cửa, muôn sai vạn các, vạn khác hiện tượng ở trong thế gian, chúng không phải là các dục, nó chỉ là hiện tượng duyên khởi của hình hài của thế giới hiện tượng hay là của nhân sinh quan mà thôi. Nó không phải là các dục. Đừng cho rằng tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ là các dục, không phải đâu. Mà chính tư niệm tham ái ở trong tiền tài, tham ái ở trong danh vọng,
Tham ái ở trong trong sắc dục, tham vọng ở trong ăn ăn uống và ngủ nghỉ, đó mới chính là dục vọng, đó mới chính là dục vọng. Và rõ ràng ở đây vật sai biệt tồn tại như vậy ở trên đời, do vậy người trí biết điều phục các dục vọng, tức là các cái vật sai biệt đó, là thế giới hiện tượng đó, nó tồn tại trên đời là lẽ tự nhiên, chúng ta có ra đời hay không ra đời nó vẫn như vậy mà thôi. Cái việc này là cái việc tự nhiên của vũ trụ này cũng vậy, đã có sinh ra phải có hủy diệt, và quá trình tồn tại của nó biến hóa đa dạng không cùng không tận, nó không có hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta đâu. Giả sử ở đây á, chúng ta thấy rằng việc của chúng ta thoát khỏi được sự mơ hoặc của nó hay không, đó chính là tư niệm của chính mình. Một khi tư niệm của chúng ta được khuân tu bởi giới định tuệ, được soi sáng bởi pháp môn vô lậu của Phật, thì tất nhiên là nó không có sức ảnh hưởng đối với chúng ta nữa. Hãy từ bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sự trói buộc. Đây chính là các dục. Tại vì mong cầu mà không được tội ý cho nên mới phẫn nộ. Rồi ở trong tâm chúng ta nếu như hơn người khác một chút xíu gì, thì trong tâm nổi lên sự kiêu mạn, coi thường, tức là người, trong 10 điều người ta thành tựu 9 điều, chỉ có một điều khiếm khuyết, nhưng chúng ta cũng vinh vào cái điều khiếm khuyết đó mà khinh thường khinh khi, tỏ thái độ kiêu mạn. Thành ra cái điều này chúng ta thường mắc phải cái lỗi kiêu mạn này. Chúng ta ở cái nước lớn hơn thì kiêu mạn, cái người ở cái nước nhỏ hơn, hoàn cảnh giàu sang hơn thì coi thường những người khốn cùng hơn. Đây chính là cái tâm kiêu mạn. Và do vậy mà bị nó trói buộc. Cho nên nếu như tu tập, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sự trói buộc của lòng kiêu mạn sân giận. Chớ có quá chấp trước đối với danh sắc ấy. Khổ không thể đến được với ai không có gì. Thì nói là gì? Không phải là buông bỏ tới mức vô gia cư không có gì thì không khổ. Rõ ràng những người vô gia cư không có gì họ vẫn khổ đó. Cho nên chúng ta hiểu rằng không có gì đây là gì? Là trạng thái ngủ uống dây không, tức là trí tuệ nhận thức được cái pháp duyên khởi vốn không của nó, thì lúc bây giờ chúng ta ra khỏi sự chi phối, do vậy mà chúng ta có an vui, không bị khổ não nữa. Hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, cắt đứt mọi tham ái với danh sắc ở đời. Đây là chân lý mà chúng ta nên thọ trì. Hãy từ bỏ tính toán, tức là trong tâm chúng ta so lường tính toán, cân nhắc đủ điều. Cái sự cân nhắc này đã đem đến an lạc hạnh phúc thì được, nhưng cái sự cân nhắc ở đây muốn nói đến là gì? Là cân nhắc ở trong trong dục lạc, ở trong 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 hưởng thụ, ở trong kiêu mạn, và đặc biệt là chạy theo những hư tướng. Con người chúng ta chạy theo cái này rất nhiều, tức là những cái gì, những cái vọng tưởng hư ảo không có thực tế. Vọng tưởng hư ảo, nếu như có một vọng tưởng vừa thiện cõi lành để chúng ta tu tập thì còn tốt hơn, nhưng đến một lúc nào đó chính cái vọng tưởng vừa thiện lành này cũng phải bỏ, cho nên mới gọi là giải thoát tất cả, đạt được gì? Đạt được diệt tận định, không còn một chút niệm tưởng nữa. Thì như vậy chúng ta mới chứng đắc được Niết Bàn A-la-hán, và đặc biệt là cắt đứt mọi tham ái với danh sắc ở đời, tức là với tên gọi và với gì? Với hình dáng. Đây gọi là cắt đứt mọi danh sắc ở đời. Vì ấy đoạn triền phược, không lo âu, không ái. Tức là làm được như vậy thì tất cả mọi triền phước, tức là mọi cái gì chế đậy phiền não ô uế, nó không còn khiến cho chúng ta đổi đầy nữa. Do vậy mà tâm chúng ta thoát khỏi lo âu và không còn tham ái. Vị thiên thần lại nói tiếp rằng chư thiên và loài người đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, không tìm cầu, tìm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy. Họ tìm nhưng không thấy vị giải thoát như vậy. Ý nói rằng là cho dù con người đi tìm kiếm, hay là chư thiên dùng cái khả năng thần thông của mình để tìm kiếm dấu vết của một người đi vào vô trú xứ Niết Bàn, đi vào ở trong cảnh giới diệt tận định của A-la-hán, thì không bao giờ truy tìm ra dấu vết. Cũng giống như là cúi hết lửa tắt, không thể nào tìm ra dấu vết bản ngã của vị ấy nữa. Lúc bây giờ có một vị tôn giả nghe vị thiên thần nói như vậy, thì lúc bây giờ vị tôn giả này lại nói như sau: chư thiên và loài người ở đời này hay đời sau, bậc tối thượng loài người lo hạnh phúc chúng sanh, họ đến lễ vị ấy nên tán thán họ không? Ý nói là gì? Ý nói là có người và chư thiên, ai mà đến lễ những cái bậc tối tôn trong loài người lo hạnh phúc chúng sanh,
Hay nói cách khác là gì? Nếu như chúng ta là một con người hoặc là thiên thần, là cảnh giới của chư thiên, họ đánh lễ Phật, họ tán thán Phật, như vậy chúng ta có nên đánh lễ những người lễ bái Phật hay không, hay là những người cung kính Phật hay không, hay là nói chung là những người mà tôn thờ Đức Phật, chúng ta có cần phải tán thán cái việc làm của họ hay không? Ý cái vị chân thần này nói như vậy. Thì lúc bây giờ Thế Tôn dạy như thế nào? Mogajaya, là họ cũng nên tán thán bậc giải thoát như vậy. Này tỳ kheo khất sĩ, nếu họ biết chánh pháp, đoạn trừ nghi hoặc, được trở thành giải thoát. Tức là gì? Tức là cũng nên tán thán những người tôn thờ Phật, bất luận đó là ai, là con người hay thiên thần, tôn thờ Phật thì nên tán thán cái việc tốt, việc lành của họ. Và nếu họ biết chánh pháp, đoạn trừ được nghi hoặc, họ trở thành giải thoát. Vì sao? Bởi vì quá trình tôn thờ đó thì họ sẽ tiếp cận với chánh pháp, mà nhờ tiếp cận với chánh pháp cho nên họ đoạn trừ những nghi hoặc ở trong lòng, do vậy mà họ trở thành người giải thoát khỏi phiền não khổ đau. Đây chính là nội dung chính mà vị thiên thần đã trình lên Đức Thế Tôn. Mời các vị chúng ta trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy đã giảng cho chúng con và những người đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp qua những lời dạy rất là hay mà Đức Phật đã dạy cho các vị chư thiên này. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, hiện nay trên màn ảnh có hai số điện thoại, và hai số điện thoại đó dành cho quý vị để quý vị có thể gọi vào cùng với Nhật Tường sinh hoạt buổi Phật pháp hôm nay. Và trong lúc chờ quý vị gọi vào, Nhật Tường xin phép được đặt một vài câu hỏi để gieo duyên quý vị ha. A Di Đà Phật. Và kính bạch thầy, con xin bắt đầu từ cái đoạn mà Đức Phật nói là chính tư niệm tham ái là dục vọng con người, thì hai câu này thôi. Thì câu hỏi đầu tiên của con, cái nguồn gốc tham ái á, nó đã có gắn liền với hình như là mọi chúng sanh trong, nhất là trong cuộc sống này rồi. Nó đã vì cái tham ái mà mình mới có sự mà sanh tử luân hồi. Thì đây là lý thuyết thôi, nhưng mà về phần hành trì thì nó rất là khó. Giờ đây con thỉnh ý thầy. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Kính thưa đại chúng, đây là một câu hỏi hay, trọng yếu ở trong nội dung này thưa quý vị. Chúng ta nên phân tích cấu trúc của 12 nhân duyên để chúng ta nhận ra tham ái nó hành động như thế nào, nó chi phối như thế nào. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là vô minh. Vô minh là một trạng thái bóng tối, không có trí tuệ. Ở trong đó có những hành tham, sân và si vẫn khởi, và cũng có những hành vô tham, vô sân, vô si vẫn khởi. Hay nói cách khác, vô minh là một môi trường che lấp, nơi đó không có bóng dáng của trí tuệ. Cho nên lúc bây giờ vô minh nó vận động ở trong đó bao nhiêu ác hành, thành gọi là hành sẽ xuất hiện. Và đã có hành thì có danh sách, có danh sách thì có lục nhập, có lục nhập thì có xúc, hay nói cách khác là có sáu giác quan thì lúc bây giờ có sự tiếp xúc với ngoại cảnh, đối tượng của nó. Và lúc bây giờ khi vừa xúc thì chúng ta nhận biết được trạng thái này gọi là gì? Gọi là cảm xúc. Cái biết vừa tiếp chạm, cái biết vừa xúc. Rồi từ cái xúc đó mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của xúc. Nó xúc lửa thì nóng, xúc đá thì lạnh, chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó chúng ta có xúc là có biết. Trạng thái biết này chúng ta gọi là gì? Là gì? Là cảm giác. Đầu tiên là cảm xúc, sau đó là cảm giác. Và khi cái cảm giác nó hình thành thì lúc bây giờ cái nào nó vừa ý với mong cầu của chúng ta. Cái mong cầu này tất nhiên là do vô minh chi phối, do vọng khởi tham sân si chi phối. Thành ra nó vừa ý thì tâm chúng ta bắt đầu sinh ra sự say đắm. Trạng thái này gọi là ái đó thưa quý vị. Dạ, xin ưu tiên cho câu hỏi. A Di Đà Phật. Giờ kính mời quý vị đặt câu hỏi. Dạ, kính thưa thầy. Chúng con nghe nói là nghiệp từ khẩu nói ra, là do từ khẩu nói ra và thân hành động. Chúng con thí dụ có người khởi ý giết người, cướp của nhưng rồi không dám làm, như vậy có hình thành nghiệp hay không thầy? Dạ, câu thứ hai đó là thức xoa mana. Chúng con chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng. Ở đây chúng ta giải thích cái chữ gì hả? Thức xoa mana.
Chữ thức Somana đó là nói về giới luật của một người xuất gia. Trong bảy loại giới luật căn bản thì có cận sự nam, cận sự nữ, hay gọi là giới của Phật tử tại gia, nam nữ, nam giới. Rồi nhiều hơn một chút thì đó là 10 giới, bát quan trai giới, rồi sa di, sa di ni và ni á, để hoàn thành cái năng lực có thể lãnh chịu được, có thể là giữ gìn được á, là tỳ khưu ni giới. Thì lúc đó người này phải trải qua cái quá trình huấn luyện, gọi là tiếp cận á, quá trình mà cầu nối đó, cái quá trình trợ duyên đó được gọi là thức Somana. Thành ra căn bản là như vậy, nhưng ở đây chúng tôi không có muốn nói nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đa số là những người Phật tử tại gia. Những vấn đề này chúng ta cũng không nên, không cần thiết phải là biết rõ ràng lắm. Biết đại khái như vậy là được rồi. Còn câu hỏi trước cô muốn hỏi là cái gì thưa anh? Khẩu tạo nghiệp, Vâng, thân hành thầy động. nhớ rồi. Như thế này thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi hay. Có người hỏi thế này, lần trước chúng ta nhớ Thanh Luật Phật Pháp cũng có đặt vấn đề rồi, tức là có người hỏi rằng á là chúng đệ tử của Phật là trong tâm á, ở trong tâm nhiều khi chưa có giữ được cái sự thanh tịnh, thành ra cứ khởi những cái tham đắm ở trong dục, như vậy thì họ phạm giới hay sao? Thì Đức Phật không không Đức Phật nói không phải như vậy. Họ khởi dục như vậy tâm của họ chỉ ô nhiễm thôi. Còn họ phạm hay không là khi họ nói ra và khi họ hành động. Cho nên cũng như vậy, ở trong tâm khởi niệm giết người nhưng mà không có nói ra, cũng không có hành động thì chưa tạo thành nghiệp. Nhưng sự nguy hiểm ở chỗ là ở trong tâm của chúng ta lúc bây giờ bị ô nhiễm. Và ở chính ở trong cái môi trường ô nhiễm này là cái môi trường này sẽ phát sinh thành là nghiệp. Cho nên nếu như ý nghĩ đó mà không sám hối cho thanh tịnh, không trừ bỏ cho tuyệt đối, đỡ cho nó tái diễn đi lại nhiều lần, và tâm chúng ta sẽ ô nhiễm. Ô nhiễm khi nhân duyên đủ thì bắt đầu nó biến thành lời nói và nó sẽ biến thành việc làm. Cho nên ý dẫn đầu các pháp mà ý làm chủ tâm tạo, nếu với ý mà ô nhiễm á, nói lên hay hành động khổ não bước theo sau, đó là rõ ràng tất cả mọi hành động lời nói đều phát khởi từ ý. Cho nên chúng ta nếu như không biết giữ ý cho thanh tịnh thì nó sẽ tạo nghiệp. Cô hỏi ở chỗ là cái nghiệp sinh ra từ đâu? Đúng là sinh ra từ miệng và thân, chưa phải là sinh ra từ ý. Bởi vì ý nó mới phát khởi thôi, nó chỉ làm cho tâm ô nhiễm thôi chứ chưa biến thành nghiệp. Và nếu như thanh tịnh sám hối thì nó sẽ triệt mất, tâm trở lại trong sáng, đó là bình thường mà thôi. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. A Di Đà Di Đà Phật. Phật và kính bạch thầy, để tiếp lời của câu hỏi cô thì hình như con nhớ câu hỏi này là câu hỏi con đặt ra. Nếu mà cái giây phút mình khởi đi cái ô nhiễm đó, mình lập tức mình nói không được, đây là vậy, phải sám hối liền. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, con xin sám hối. Như vậy đó có phải là một giải pháp không thầy? Dạ vâng, thì kính thưa quý vị, giải pháp nào cũng được, chúng ta tùy mình. Nhưng chỉ hiểu rằng là khi có cái niệm ác khởi lên và chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta không chạy theo nó, không đỡ cho nó sai sử mình trở thành hành động, thì như vậy nghiệp nó sẽ không hình thành. Còn một khi đã mở miệng ra nói và hành động thì bắt đầu á, là cái nghiệp nó hình thành liền. Giống như gieo xuống hạt giống rồi thì chắc chắn nó sẽ trổ quả. Nếu như mà chúng ta sám hối liền thì tâm chúng ta nó lập tức trở lại sự thanh tịnh liền. Do vậy mà chúng ta có được an vui. Dạ, xin các vị đặt câu hỏi. A Di Đà Phật và kính mời quý vị đặt câu hỏi. Mà đưa đến cái hậu quả là cái khổ, có dục thì đưa đến hải rồi tới khổ, mà hết dục hết hợp như vậy, dục trong bài giảng này tức là hình thức của tập đế phải không ạ? Một Phật. Di Đà Phật, con thỉnh thầy. Dạ vâng, kính thưa chú, có thể nói thẳng như thế này, cái dục ở đây căn bản nó phát sinh từ tham ái, mà ái chính là tập đế đó. Chú nói rất là đúng, trong nguyên nhân dẫn tới tất cả đau khổ ở các dục đó chính là ái, mà ái chính là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề đau khổ, cho nên nó thuộc về tập đế. Nói rộng, nói chữ to là như vậy. Nhưng ở đây thưa quý vị, chúng ta hiểu rằng
là cảnh giới này là cảnh giới của các vị thiên thần. Và hôm nay chúng ta học, chúng ta cũng đang gieo duyên với chư thiên của các cõi trời, gieo duyên với những cảnh giới phước báo. Và chúng ta thấy họ cũng học đạo, họ cũng đến chỗ Phật, họ rất siêng tinh tấn, họ hỏi han đạo lý, họ chiêm nghiệm cái chân lý giải thoát. Thành ra cái việc học đạo á, phước báo lớn như chư thiên cũng còn cần mẫn tìm kiếm học tập, huống chi là chúng ta phải không? Chúng ta có nhiều ý nghĩa khác nhau trong lĩnh vực này. Và tất nhiên câu hỏi của chú vừa rồi là họ suy nghĩ như vậy rất là chính xác, và cảm ơn chú. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Thì trong lúc chờ quý vị có thể gọi và đặt câu hỏi thì con kính thỉnh thầy tiếp tục. Thầy đang nói về cái phần xúc trong thập nhị nhân duyên, thầy Dạ cũng tiếp vâng, tục thôi. kính thưa đại chúng, xin cảm ơn Nhật Thường. Nói đến cái xúc thì lúc bây giờ nó sinh ra cái trạng thái đầu tiên của xúc, đó là xúc cảm. Sau đó chúng ta biết cái nguyên nhân dẫn tới cái xúc cảm này, chúng ta gọi là xúc giác. Và cái xúc giác mà nó thuận ý của chúng ta thì chúng ta bắt đầu sinh sự say đắm. Cái trạng thái này là ái. Như vậy thì cái ái này nó phải sinh thọ chứ, xúc nó phải sinh thọ. Cái niệm đầu tiên đó, cái niệm đầu tiên của thọ là ái. Rồi sau đó bắt đầu nó sang thọ. Và khi tới niệm thứ ba, thứ tư, đứng lên đi tìm kiếm những cái phương tiện nào để chúng ta thành công cái ý mình muốn này, trạng thái này đã đi qua là thú rồi. Và thú rồi, tức là tìm kiếm sự thú đắc. Và khi có được trên tay thì chúng ta gọi là hữu. Như vậy thì nếu như chúng ta phân tích cấu trúc 12 nhân duyên ở trong ba đời, 12 nhân duyên ở trong hiện tại, 12 nhân duyên ở trong một đơn vị thời gian tích tắc một sát na. Vừa rồi tại Bồ Đề Phật Quốc chúng tôi đã hướng dẫn cho các vị Phật tử học chương trình cao đẳng ở trong bộ môn câu xá luận. Chúng tôi đã nói chỗ này rất là rõ. Hy vọng các vị xem một phần ở trên những cái bài phát lại ở tại bên tầng này thì các vị sẽ hiểu rõ hơn. Chúng ta thấy rõ ràng, ví dụ như một niệm mà sát hại thôi thì trong một niệm đó là vô minh, và khởi ý nghĩ lên đó là hành, và định hình được cái công việc đó là thức, và lúc bây giờ là thân chúng ta bắt đầu đứng lên hành động, đó là danh, là sắc. Rồi á, sáu giác quan chúng ta nó sẽ thể hiện đầy đủ những cái yếu tố sát hại. Thì đây gọi là gì? Đây gọi là danh sắc, là lục nhập. Và khi tiếp cận tới cái đối tượng sát hại, đây gọi là xúc. Và thọ lấy cái hành động của mình như thế nào là thọ, và tâm chúng ta thỏa mãn cái sự sát hại đó là ái. Như vậy thì ở trong một cái đơn vị sát na thôi, trong một cái thời gian tích tắc thôi, tức là một niệm, tức là 1/20 cái thời gian chớp mắt, thì nó đã có đủ 12 sắc thái. Hay nói cách khác, ở trong một niệm có 12 sắc thái của nhân duyên, của 12 nhân duyên. Thành ra chúng ta từ đó mà hiểu, phân tích tường tận thì thấy dạng pháp thực ra chỉ là bóng dáng của vô minh, của phiền não và vô ngã. Thì từ đó chúng ta sẽ thoát khỏi được. Đây cũng là một cách dùng trí tuệ quán chiếu để mà chứng đắc được. Còn chúng tôi cũng lưu ý một chỗ nữa, tức là giữa cái hiếu với cái hành nó khác nhau nhiều lắm. Cũng giống như là kiến thức mà chúng ta tích lũy nơi học đường, nơi sự thấu hiểu từ kinh sách, thì đây chính là trạng thái của hiểu biết. Và giữa cái hiểu biết với cái gì, với cái thực chứng nó xa nhau, cũng giống như là giữa cái gì, giữa cái học với cái hành nó có một khoảng cách rất lớn. Cho nên tại sao có nhiều người học rất dối, tìm kiếm thông tin và tích lũy thông tin, xử lý thông tin ở trên học đường rất là dối, nhưng mà họ ra cuộc sống họ không thành công, thậm chí họ làm những cái việc xấu xa nữa là khác, bởi vì tâm của họ không phải là cái tâm biết tu tập, chẳng qua dừng lại chỗ hiểu biết mà thôi. Cho nên những điều này rất là bình thường. Thành ra thưa vị, trên phương diện này thì chúng ta hiểu rằng á, đến với đạo Phật bằng nhiều cách mà để chúng ta chế ngự cái chữ ái này, hoặc là ít nhất chúng ta tuân thủ theo những giới luật mà chúng ta thọ trì, rồi chúng ta cũng có thể công phu, hoặc là chúng ta ăn uống gọi là thanh trai đạm bạc á, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình giữ gìn. Bởi vì chúng ta ăn uống mà no say đủ thứ hết thì chắc chắn rằng cái tâm mà mong cầu hưởng thụ của nó rất lớn, hoặc là thân thể nặng nề quá nó cũng làm cho tinh thần chúng ta hôn ám chậm chạp đi, mà do vậy trí tuệ khó phát sinh, khó đoạn đi những vô minh. Cho nên
tương tác ở trong hoàn cảnh nhân duyên là vô lượng vô biên trùng trùng. Do vậy cho nên chúng ta tùy mình, tùy hoàn cảnh của mình mà chúng ta tìm cho mình một phương thức để chúng ta đoạn trừ được cái chi phối của ái, như vậy chúng ta sẽ thoát khỏi được cái bóng tối của vô minh phiền não. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Thầy cho phép con trình bày cái kiến giải này, con sai thầy hướng dẫn cho con. Dạ. Cái vi diệu của những lời Phật dạy là chỉ cần một cái pháp môn mình hành trì nghiêm túc thì nó có thể đại diện cho tất cả những pháp môn, tại vì nó mang chung cái gì giải thoát. Nếu mà con nói con người ở nhà, người ta không phải là những người xuất gia, mà chỉ là hành trì chỉ chú đại bi một cách trang nghiêm, hoặc là sám hối, hoặc là lại Phật một trang nghiêm, thì những cái đó cũng là những cái, có thể là những cái phương pháp đó cũng là một trong những cái chìa khóa để chúng ta giảm trừ được cái sự thiểu dục. Dạ vâng, thì tất nhiên rồi, trong tất cả mọi công năng tu tập nó đều giảm trừ đi những cái dục vọng tham ái của chúng ta. Tự nhiên ở đây nói đến cái cảnh tu ở nhà hay là ở chùa thì vấn đề này nó thuộc về hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Người xưa có nói rằng là nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu tự. Ý nói rằng là cái chỗ khó tu, tu khó tu. Ở đô thị á, ở ngoài thị tứ là ngồi chợ đó, nhất tu thị là chợ đó, tức là ngồi chợ nhiều cảnh nó trái ngang, nhiều cảnh nó xáo trộn. Thành ra chúng ta rất khó giữ gìn mình một cách bình an, tâm tư phán lệch. Còn ở nhà cũng vậy. Ở nhà thì cũng có quá nhiều thứ, gia đình cũng rất nhiều thứ phiền não. Cái ổ sinh ra phiền não mà. Thành ra là chúng ta giữ gìn mình được trong đó cũng rất khó. Rồi cái hoàn cảnh trợ duyên tốt hơn đó là ở trong chùa. Trong chùa nó ít có phức tạp hơn ở nhà. Nói thẳng là như vậy. Nhưng nói thế không có nghĩa rằng là trong chùa nó bình an đâu. Trong chùa nó cũng có những chướng ngại, bởi vì chùa là do con người. Con người ở trong đó mà tùy theo cái nghiệp lực của nhóm người đó, của trình độ người đó, hoặc là có những cái vị thầy hướng dẫn ở trong đó như thế nào, thì lúc bây giờ nó sẽ biểu hiện ra cái sắc thái như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta dựa trên đó để thấy rằng là cái hoàn cảnh nó trợ duyên cho sự tu tập. Chứ chúng ta không có hiểu theo cách là thách đố bằng cách là tôi ở nhà tôi tu nó còn hơn, và tôi tu được tôi mới hơn mấy người ở chùa. Hiểu như vậy là sai. Rõ ràng cái pháp viễn ly thế gian, cái pháp xuất gia là cái con đường tất yếu, chúng ta chưa đi ra khỏi nỗi. Còn nói xin lỗi cho các vị, nếu như mà ngồi im trì chú mà không có hiểu câu chú là gì, không có biết cách đoạn trừ vọng khởi, không có biết cách trắng lướt qua khỏi phiền não, hoặc là thâu nhiếp tâm ý, phải nó cả một cái khối trí tuệ của chúng ta trong khi tu tập, chứ không đơn giản là cứ ngồi im đó, cứ thiên thủ thiên nhãn như thế thì lại được đâu. Thành ra là việc tu tập cần phải học nhiều lắm. Do vậy cho nên hành trì là một chuyện, nhưng mà phải để ý tới cái việc là thấu hiểu. Bởi vì chỉ có thấu hiểu mới sinh trí tuệ, mà trí tuệ nó mới có năng lực là phá trừ phiền não. Do vậy cho nên trì chú ở trong sự thấu hiểu, công đức của nó là vô lượng vô biên. Còn nếu như không thì có giới hạn, mặc dù tâm chúng ta cũng thành đó nhưng có giới hạn. Chỉ trừ khi là những người có túc duyên phước báo nhiều đời và họ chuyên nhất một cách tuyệt đối và trong trạng thái kéo dài nhiều ngày, nhưng mà dẫu sao nữa thì họ vẫn phải có trí tuệ để đoạn trừ những gì diễn ra trong tâm của họ. Chứ không phải rằng nói rằng họ không biết chữ, tức là họ không biết suy nghĩ đâu. Có nhiều người họ không có điều kiện đi học, họ không nói năng được nhiều, nhưng mà họ đoạn trừ rất là tốt trong tâm của họ, và tâm của họ không sinh phiền não được, họ sống rất là an lành trong tâm của họ. Thì điều này là một điều mà chúng ta cũng phải hiểu cho rõ ràng ra. Thành cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. Thưa thầy, đề tài này hay quá, con chưa bước ra đề tài, bước sang cái chủ đề khác thôi. Thầy cho con hỏi tiếp. Câu hỏi này chắc thầy la con, nhưng mà con chẳng phải hỏi. Kính bạch thầy, con nói tới mà được giáo dưỡng ở trong già lam đó, thì cái sự xuất hiện của chư tôn đức, nhiều khi quý ngài không có nói gì, mà là cái cách hành xử quý ngài, cách đi của quý ngài, cách đứng của quý ngài cũng là một cái bài học cho hàng Phật tử chúng con. Tại sao con nói gì? Con nói như vậy là ở đây là con không hiểu, là con không biết là quý ngài có nhiều khi gợi khởi những cái ý tưởng giống như người ngoài của chúng con hay không. Nhưng mà lý do gì mà có thể là thầy học được, ý con nói đây là thầy học do từ đâu mà có thể nói là thầy giảm thiểu được những cái sự mà tham tư tưởng tham ái còn hơn là ở ngoài đời chúng con. Có thể là do thầy được sư phụ dạy dỗ, hay là tiếp cận với Phật pháp hàng ngày nhiều hơn. Kính thưa quý vị, cái vấn đề này căn bản là do tự thân tâm hay là tự cách tư duy của chúng ta. Ví dụ như bây giờ thầy hỏi Nhật Tường, thầy nói anh nên đưa tay vô trong lửa
nó ấm lắm thì anh có làm theo hay không? Dạ không. À, vì đơn giản có lẽ rằng anh nghĩ nó sẽ bị cháy tay, và cái cháy đó nó làm cho anh khổ chứ không bao giờ có vui được, không thể ấm được. Như vậy chúng ta nếu như có trí tuệ, chúng ta chiêm nghiệm, nhất là bài bài kinh hồi sáng đây chúng tôi có hướng dẫn cho đạo tràng các con trai về một cái hiện tượng xảy ra, đó là lúc mà vua Ba Tư Nặc ông đã sợ các người em khác mẹ của ông có nguy cơ xoán đoạt cái ngôi vua, thành ra ông đã tìm cách sát hại hết thể là 100 người. Và chúng ta thấy tất cả các cái cuộc mà binh biến, các cuộc mà trao ngôi, mà giành ngôi thì nào cũng dẫn tới sự sát hại rất là thương tâm, nổi da sáo thịt. Để rồi vua Ba Tư Nặc một hôm đó đã, ông đột nhiên hiểu ra cái công việc không phải như vậy, không nên làm như vậy, và ông đã sám hối, ông đến trình diện với Đức Phật và cầu xin Đức Phật khai thị chứng minh cho cái tâm sám hối của ông. Và lúc đó Đức Phật đã dùng vô số những cái phương tiện để mà hướng dẫn và dẫn dắt khuyến hóa vua Ba Tư Nặc. Chúng ta biết rằng á, là ở trong một cái tâm niệm mà vua Ba Tư Nặc á, khởi cái ý ác làm hại như vậy, để rồi á, cảnh giới nó đọa địa ngục. Và ở trong bài bài pháp Thế Tôn có nhấn mạnh ở cái điểm, tức là một ngày một đêm ở trong cái trên trên cõi trời Tam Thập Tam thì cõi người của chúng ta phải trải qua tới 36 ức năm. À, chúng ta cứ hình dung là ức là bao nhiêu, trăm ngàn vạn là tới ức phải không, ức tức là 100 ngàn phải không, 36 nhân 100 ngàn, một ngày một đêm ở cõi Tam Thập Tam, xin lỗi, một đời người là chư thiên Tam Thập Tam là 1.000 năm, và tuổi thọ của chư thiên ở trên trời Tam Thập Tam là bằng một kiếp người của họ, thì bằng cõi của chúng ta trải qua 36 ức năm. Rồi đời người của chúng ta 100 năm, nhưng nếu như tính theo cái thời gian ở trong địa ngục A Tỳ thì hình như thầy nhớ không có nhầm, nó là 1.690.096 triệu năm. 100 năm của chúng ta thôi, mà một kiếp ở trong trung kiếp ở trong địa ngục đó, nó trải qua tới 1.696 triệu năm. Và Thế Tôn nói rằng mạng người mong manh, tại sao phải làm điều ác để chi? Nếu như làm một điều ác đó rồi á, mình sẽ đọa trong địa ngục chịu cái khổ quá lâu dài như vậy thì tại sao mình phải làm? Còn nếu như mình làm một điều thiện lành mà chúng ta được cái phước lớn lao, an vui sung sướng ở các cõi trời như vậy thì tại sao chúng ta lại điên dại gì mà không siêng làm? Phải không? Thì vậy thì khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta đã, thì ra mình hôm nay được hạnh phúc quá, mình hôm nay có được cái thân bạn này, có được cái sự sống này, và có cơ hội làm cho ai cái gì, có cơ hội giúp cho ai cái gì, thì mình ráng lên một chút, rồi cuộc sống của mình giảm thiểu đi một chút cái sự an lành, một chút cái sự mệt nhọc, giảm thiểu đi một chút cái sự tiêu dùng, thì lúc đó là chúng ta nói thì ra chẳng hạn như bây giờ mình bỏ ra con đồng mà giúp người này thôi, mà sau này mình lên cổ trời mình hướng như vậy, còn nếu như mình nối xong là mình làm điều ác thôi thì mình đọa sâu như vậy thì mình đâu có giải, phải không vậy? Như vậy thì đó là bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ, cái trí tuệ rất là quan trọng thưa quý vị, nó quyết định cái thái độ của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta không có đủ trí tuệ thì tất nhiên chúng ta hành động theo quán tính. Cho nên thầy chỉ nói rằng là con người chúng ta tu tập xuất phát điểm không ai giống ai, nhưng mà đến nhanh hay đến chậm đó là do trí tuệ của người đó. Họ biết cách đi, họ khéo đi và họ tinh tấn hơn thì họ sẽ thành tựu nhanh hơn. Cho nên thân cận thiện sĩ cũng là một cái duyên lành, nhưng chưa hẳn gì thân cận thiện sĩ mà thành tựu tất cả đâu. Bởi vì thiện tinh tỳ kheo là em họ của Phật, thiếu Phật cả đời mà vẫn bị đọa địa ngục. Như vậy thì không phải có Phật có lỗi đã không dạy cho người em họ của mình, hoặc là Đờ Bà Đạt Đa đã xuất gia theo Phật nhưng không có nghĩa rằng là ông không đọa trong địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của ông á, cái trí tuệ của ông tà kiến, cho nên nó tạo nghiệp xấu. Thành ra chúng ta nhận ra điều này, lời dạy của Phật cho vua Ba Tư Nặc cũng là một cái thái độ cảnh tỉnh chúng ta. Thời gian kiếp người rất là ngắn ngủi, chúng ta liệu đã sống được 100 năm hay chưa, hay là nửa chừng chết yếu rồi,
thì chúng ta biết rằng hãy trân trọng kiếp sống này như thế nào để tạo thêm cái phước lành để chúng ta an lạc ở trong tương lai. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Chúng con kính cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, Nhật Tường xin sám hối với quý vị. Có thể hôm nay Nhật Tường đi làm cả ngày hơi mệt đó, cho nên khi mệt thì mình ăn nói nó hơi lắp bắp. Quý vị thông cảm nha. Ta thứ nhà. Và kính thưa quý vị, chư tôn đức thường dạy là nhân thân nan đắc kim chỉ đắc, Phật pháp nan văn kim chỉ văn. Thân này khó được thì nay đã được, mà Phật pháp khó nghe đại nãy nghe. Mà nay đã có thân rồi thì mình không tu thì đại kiếp nào mới tu nữa, phải không quý vị? Đó là những gì những lời thầy nói. Và kính bạch thầy, đi vào cái trọng tâm của những gì mà trong cái bài kệ, bài chủ đề hôm nay, thì ở đây là nói là do vậy bậc hiền trí điều phục các dục vọng, hãy từ bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả mọi kiết sự trói buộc, chớ có quá chấp trước đối với danh sắc ấy, khổ không thể đến được với ai không có gì, hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo tư tưởng, cắt đứt mọi tham ái với danh sắc ở đời. Kính bạch thầy, đây là một cái lời dạy rất là hay, nhưng mà khi mà con người mà đối xử những tình huống này thì lại quên hết những cái này. thì đó thưa quý vị, vâng đúng như vậy đó. Thì chúng ta nói đến, chúng ta nhận ra, mô tả chân lý chúng ta làm được, nhưng khi đối diện với nó thì chúng ta không đủ năng lực tự chế cái sức quyến rũ của nó. Đây là điều đáng trách của chúng ta, cho nên mới gọi rằng là gì, là phàm phu ngu trược. Cái điểm này là phàm phu ngu trược. Thành ra do vậy, chúng ta muốn đoạn được nó thì chúng ta trước tiên hãy cảnh giác thấu hiểu nó, và chúng ta canh chừng nó. Cũng giống như một người lính được huấn luyện thì người này có năng lực phòng hộ chống lại những cái sức mạnh bên ngoài xâm nhập. Thành ra ở đây là chúng ta cần phải tu tính hàng ngày mà thôi. Và điều này quán chiếu rõ ràng, đó chính là cách duy nhất mà thôi thưa quý vị. Chúng ta không còn con đường nào khác đâu. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. Và cái câu kế tiếp mà một vị chư thiên trình bày kiến giải đó là: chư thiên và loài người, đời này hay đời sau, ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi chú xứ, tìm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy, họ tìm nhưng không thấy vị giải thoát như vậy. Ý nói ở đây là mình bình thường mình đem cái tâm phàm phu mà tìm thì không thấy, chỉ trong quá trình hành trì giải thoát giác ngộ thì mình mới thấy được cái gì giải thoát. Dạ không phải, cái này thưa anh Nhật Thường không phải như vậy. Ở đây vị thiên thần này có ý nhấn mạnh rằng là một vị đã đoạn trừ được triền phược, không lo âu, không còn ái nhiễm, thì giống như là cúi hết lửa tắt, những việc cần làm đã làm xong, vị này thành tựu quả A-la-hán vô lậu. Do vậy mà tất cả, cho dù chư thiên và loài người, dùng hết tất cả khả năng của mình để đi tìm kiếm cái dấu vết hay là cái vết tích của người đó sinh vào cõi nào hoặc là ở đâu thì không bao giờ tìm ra được. Cái đây là cái điểm chính. Thành ra không ai có thể nào truy tìm được là cái trú xứ và vết tích ẩn cư của những gì, của những vị A-la-hán. Tức là cái trạng thái mà khi họ đi vào ở trong, hay là chân tướng thật sự của A-la-hán không thể nào tìm ra được. Còn nếu như có thể thì họ hiện thân ở đời. Đây là tùy theo đại nguyện đại hạnh mà họ hiện thân để dẫn dắt phàm tình. Còn ngoài ra thì không thể nào thấu hiểu được cảnh giới của họ. Chúng ta không thể nào đem cái tâm lượng phàm phu mà so lường cảnh giới của bậc thánh. Ngay cả lòng dạ của quân tử Kỷ Tiêu Nhương đã không thể tính được rồi, đừng nói chi là cảnh giới siêu việt của thánh A-la-hán. Bởi vì tất cả những tư duy của chúng ta, nhận định của chúng ta đều nằm ở trong cảnh giới dục, sắc và vô sắc, hay gọi là ba cõi này mà thôi. Còn những vị này tâm của họ đã ra ngoài ba cõi rồi, thì làm sao mà chúng ta dùng cái yếu tố trong ba cõi để hình dung ra được. Cho nên á, cái bài cả ý nói là như vậy đó thưa quý vị. Dạ, cảm ơn các vị rất là nhiều. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, không thầy đố cho làm nên. A Di Đà Phật. Dạ, Nhật Tường hiểu sai và nhờ thầy chỉ nhưng mà mới thấy rõ được. A Di Đà Phật, trước khi bước sang cái chủ đề kế tiếp, con thỉnh ý thầy, con thỉnh lời thầy cho cái lời và cái thông điệp trong cái bài giảng của Đức Phật ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, trong thông điệp ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng Thế Tôn nhấn mạnh ở chỗ là cái tham ái từ tư hành của chúng ta, tức là những cái suy nghĩ lệch lạc, nhận thức sai lệch ở trong tâm của chúng ta, mà do vậy bị nó lôi kéo dẫn dắt. Và cái điểm thứ hai là vị thiên thần ca ngợi cái hạnh xuất thế của một người đã đoạn trừ được ái dục, cho nên vị ấy thoát khỏi tất cả mọi âu lo.
và họ đạt được một cảnh giới niết bàn tịch diệt. Và lúc bây giờ có một vị tôn giả lại bạch với Thế Tôn rằng: thế thì nếu như có ai tôn thờ những cái vị giác ngộ, tôn thờ những đấng xuất thế, thì cái người tôn thờ đó có đáng để mà được tán thán khen ngợi hay không? Hay nói cách khác là những người Phật tử thờ Phật lạy Phật, họ chính là những người có đáng để chúng ta cung kính trân trọng họ hay không? Thì ở đây Thế Tôn khẳng định một điều rằng là những người như vậy hãy nên cung kính và trân trọng họ, bởi vì họ đó là người biết về chánh pháp, và một khi biết chánh pháp thì dần dần trước sau gì họ cũng sẽ trừ bỏ được nghi hoặc, mà họ cũng gì, họ đến cái cảnh giới giải thoát mà thôi. Dạ, đó chính là đại ý và cốt túy của bài một bài kệ vừa qua. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. Đó là xong chủ đề về chúng không phải. Giờ đây thì con nghĩ là mình còn khoảng chừng 10 phút, con thỉnh thầy bước sang cái chủ đề kế tiếp, con học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Xin kính thưa đại chúng, chúng ta có thể tìm hiểu vắn tắt cái nội dung của bài tiếp theo, chủ đề hiềm trách thiên, tức là chư thiên mà nó còn hiềm trách. Chư thiên cũng hiềm trách. Thì trường hợp như thế này, lúc đó Đức Thế Tôn cũng ở tại xá vệ rừng Thánh Lâm, vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc. Thì lúc bây giờ có các vị quần tiên hiềm trách thiên, sau đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, các vị ấy đứng giữa hư không. Rồi có một vị đứng giữa hư không và họ bạch, chứ họ không có xuống đất đánh lễ lạy Phật gì, họ đứng trên hư không và họ nói như thế này: những ai nói mình khác với điều họ thực có, thời mọi vật thọ dụng xem như do trộm cắp, chẳng khác kẻ gian manh dùng lừa đảo trộm cắp. Tức là gì? Tức là một người không có chứng nói rằng mình chứng, hoặc là mình không có làm tốt mà mình nói mình làm tốt, hoặc là mình chê đậy những cái điều xấu xa của mình, như vậy cũng giống như là đồng nghĩa với một người là ăn trộm cái niềm tin của người khác. Cho nên nói rằng chẳng khác nào kẻ gian manh dùng lừa đảo trộm cắp cái niềm tin của người khác. Hãy nói điều có làm, không nói điều không làm, không làm nói có làm, kẻ trí biết rõ họ. Tức là nếu như mà không làm mà nói có làm thì kẻ trí cũng sẽ biết rõ là họ có thật như vậy hay không. Thế Tôn lúc bây giờ dạy như sau: sau khi nghe một vị thiên thần tán thán và nói như vậy, Thế Tôn nói rằng những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe thôi, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ. Thế Tôn nói thẳng như vậy đó, là một vị thiên thần nói như vậy. Thì Thế Tôn nói rằng là nghe cả chư thiên đi nữa, coi dầu các ông có nói gì nữa, các ông chỉ biết, chỉ nghe và nói lại những hạng người như vậy thì không bao giờ tiến bộ. Trong cuộc sống này cũng vậy thưa quý vị, những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe, đến học pháp mà nghe, nghe về bố thí nhưng chưa bao giờ biết bố thí, nghe lệ Phật nhưng không chịu lệ Phật, nghe về những cái pháp hành khổ đau nhưng không bao giờ biết làm sao để đoạn trừ nó, rồi chỉ biết mô tả những vị thuốc nhưng không tự chữa lành được bệnh của mình, những người như vậy thì làm sao có tiến bộ? Thế Tôn nói rằng khó nhập thay con đường giúp kẻ trí giải thoát, nhờ thiền định thiêu cháy mọi trói buộc quần ma. Đó là biết nói thì phải thực tập, và thực tập thì phải cố gắng loại bỏ, đoạn trừ cái tâm tham sân si kiêu mạn tà kiến của mình. Tham lam sân si rồi kiêu mạn, cái ngã mạn nó liên lối trong tâm chúng ta rất nhiều, ai cũng bị cái điều này rất là sâu nặng. Và chỉ có dùng cái trí tuệ thiền định thì lúc bây giờ mới đoạn trừ được sự trói buộc của quần ma này. Kẻ trí không làm vậy, sau khi biết tình thế với trí chứng niết bàn, vừa vượt chấp trước ở đời. Ý nói là gì? Là kẻ trí không có bị gì, không có để cho cái ma vương nó trói buộc, và sau khi biết rõ tình thế tất cả đều là giả, là huyễn, là do dục ái phát sinh, thì người trí đoạn trừ nó, cho nên đi vào trong niết bàn, vượt ra tất cả mọi sự chấp trước ở đời. Thì Thế Tôn nói như vậy á, thì thưa quý vị rằng á, là Thế Tôn có cái ý là nói các vị thiên thần kia là không, ở đây nó cũng có cái nội dung nữa nghe, là có lẽ rằng là đây là thầy suy đoán thôi, có lẽ là các vị chư thiên kia họ đã không đến chỗ của Thế Tôn rồi mà họ còn nói như vậy, thì rõ ràng ở trong thiên chúng có thể họ có sự tranh luận nào đó,
Và họ đến gần Thế Tôn, họ ngự trên hư không, họ nói như vậy để họ lắng nghe Thế Tôn trả lời và kiến giải vấn đề này như thế nào. Hay nói cách khác là họ muốn lấy cái miệng của Phật để đề người khác. Cũng giống như có vài Phật tử muốn thầy nói để cho người khác đừng có hiểu sai bằng cách là hối thầy để thầy trả lời. Thế là để cho cái người nghe kia là họ im miệng đi. Họ nói đó, thầy nói đó, bà nghe chưa? Chẳng hạn như vậy đó. Thì lúc đó là, đó là cũng là một cách đó, cái chuyện nó có. Tại sao mà thầy suy đoán như vậy? Bởi vì nó có câu chuyện tiếp theo như thế này. Lúc ấy có một vị thiên thần thấy Thế Tôn nói như vậy, có lẽ rằng là không có nhầm ý vô trả lời câu hỏi của họ và đưa ra và nói về kiến giải của họ, mà Thế Tôn nói thẳng tới cái gì là những ai chỉ biết nói hay chỉ biết nghe thôi thì như vậy không có tiến bộ gì cả, và hãy ngồi xuống đi, hãy tỉnh hóa tâm của mình đi để đoạn trừ những cái trói buộc của ma vương phiền não và kế trí biết nó là ma vương phiền não thì có thể thoát khỏi được cái ma vương phiền não đó. Cái chính là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị á, lúc bây giờ vị thiên thần sợ Thế Tôn nghe nhầm hay sao đó mà ông đã xuống, trong khi các vị thiên thần khác thì ở trên hư không, có một vị xuống thôi. Và vị này nói rằng là bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con lỗi lầm là lỗi lầm để giữ gìn trong tương lai. Chính là chấp nhận cái lỗi lầm cho chúng con để trong tương lai đây á, con được an lành, được hạnh phúc, tức là cầu Phật con xin sám hối, mong Phật chứng tri để cho con không có bị tốn hao phước đức, để cho con được trong sáng trở lại, chẳng hạn như vậy. Thì lúc bây giờ Thế Tôn mỉm cười. Thì thưa vị rằng á, là cái việc Thế Tôn mỉm cười chẳng hiểu cái vị thiên thần này nghĩ như thế nào, mà kinh điển nói rằng là các vị hoàng thiên đó họ càng tức tối thêm, cho nên họ bay lên trên hư không. Thì là cũng lạ kỳ. Có một điểm mà chúng ta cần lưu ý, tức là chư thiên họ không có khởi sân. Thì tại sao ở đây là các vị thiên thần lại tức tối? Tức tối là một trạng thái sân hay sao? Cho nên thưa vị, đây là cái điểm khác nhau giữa chư thiên và con người chúng ta. Khi mà một niệm không nó sân nó vừa lóe lên là họ biết, cho nên họ bay lên trên cảnh giới của họ. Nếu chỉ cần họ ngồi thêm niệm thứ hai nó khởi sân thật sự thì lúc đó là gì? Là họ mất hết thần thông và không thể bay được nữa. Đây là cái điểm khác nhau đó. Và thưa vị, lúc đó Đức Thế Tôn lại yên lặng, và các vị thiên thần có một vị lại nói lại như sau, là ai không chịu chấp nhận tội lỗi được phát lộ, nội phẫn ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt, tức là mong cầu sự sám hối, mong cầu sự chấp nhận sám hối mà không chấp nhận, cho nên cái hận thù kia nó càng tức hơn, rồi nó càng kiên chặt hơn, chứ không bao giờ mà nó buông bỏ được. Tức là tôi xin lỗi anh không tha lỗi cho tôi thì tôi càng thù hận anh hơn. Chẳng hạn như vậy. Ông chư thiên này cũng hết sức là ngang tàng, phải không thưa quý vị? Đại khái nôm na nội dung là như vậy. Nhưng đỡ rồi Thế Tôn nói rất là khéo như thế này, là ta gì hôm nay ta không muốn là cái hận thù càng kiên chặt, cho nên ta không thích hận thù, thành ra ta nhận tội của các ông. Tức là các ông đã vô phép, đã làm những cái việc sai quấy, mà ở trên chư thiên, ở trên hư không mà vối xuống hối như vậy, nối như vậy thì không đúng lễ nghi phép tắc, và bao nhiêu cái chuyện mà các ông đã lỗi lầm tạo ra đến sám hối như vậy sẽ không thành tâm thành ý. Nhưng mà dẫu sao nữa, ta cũng chứng minh cho cái tâm sám hối của các ông, để cho cái lỗi lầm hận thù các ông nó vơi xuống, nó giảm xuống đi. Đó chính là lòng đại bi của Phật, mà một cách xử sự rất là khéo. Người ta đã không đủ lễ nghi mà chúng ta còn câu chấp lễ nghi để chấp nhận sự sám hối, thì chúng ta đâu có lòng đại bi như Đức Phật, phải không thưa quý vị? Thành ra những điều này là một cái bài kệ rất là hay. Thành ra nó nằm ở trong cái phẩm là tương ưng của chư thiên hiềm trách ấy, gọi là hiềm trách thiên. Nó vui như vậy thưa quý vị. Và rất đáng tiếc là thời gian chúng tôi không còn để ngồi lại với đại chúng hơn nữa. Đây là cái ngày chương trình vấn đáp Phật Pháp ở trong cuối năm rồi. Xin thay mặt chương trình, chúng tôi có đôi lời chúc Tết với tất cả đại chúng đang nghe đài. Trước thềm năm mới, cho phép chúng tôi được cầu chúc cho các vị thân tâm thường an lạc, và chúng ta sang năm mới có một năm sinh hoạt vấn đáp Phật Pháp được nhiều lợi lạc hơn nữa. Tất nhiên là tuần tới vào 30 Tết rồi, cho nên chúng tôi không có đến với đại chúng trong chương trình này được nữa. Rất cảm ơn các vị đã luôn theo dõi chương trình này.
Giờ đây xin mời Nhật Tường có vài lời kết thúc và nhân đây xin chúc Tết với đại chúng luôn. A Di Đà Phật, cảm ơn anh, cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật và Nhật Tường xin cảm ơn quý vị đã cùng với chương trình Vấn Đáp Phật Pháp gắn bó suốt 11 năm. Và chương trình xin hứa với quý vị là chương trình lúc nào cũng tiếp tục gửi những chương trình có hữu ích trong đời sống của chúng ta. Tuần tới thứ năm thì tạm ngưng một tuần, nhưng mà sau đó thứ năm tuần kế tiếp, chương trình Vấn Đáp Phật Pháp sẽ tiếp tục trở lại với quý vị và tiếp tục trở lại hàng tuần liên tục 11 năm. Trước thềm năm mới, Nhật Tường kính chúc quý vị luôn luôn thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, lúc nào cũng là tinh tấn tu tập, và nhất là rất là hoan hỷ theo dõi Vấn Đáp Phật Pháp và cùng với Nhật Tường sinh hoạt trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính hẹn lại quý vị trong 2 tuần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị một năm mới vạn sự như ý. A Di Đà Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật.